Thưa quý vị và các bạn, trường trung học cơ sở Nguyễn Minh Nhật, thị trấn Châu Hưng được biết đến là ngôi trường có bề dày thành tích trong học tập và giảng dạy. Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh luôn được cấp quỹ chi bộ, ban giám hiệu nhà trường quan tâm triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về người giáo viên tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh, vì sự nghiệp giáo dục. Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô phạm hồng phương giáo viên dạy môn tiếng anh không ngừng học tập tích cực tìm tòi nghiên cứu xây dựng những bài giảng hay nên luôn được đồng nghiệp và học sinh yêu mến là tổ trưởng chuyên môn tiếng anh hàng năm cô phương đã chủ động trao đổi kinh nghiệm với các thầy cô giáo nhà trường tổ chức các hội thảo chuyên đề cho giáo viên để ứng dụng các phương pháp dạy học sáng tạo như vẽ hình ảnh đối du tiếng anh trò chơi ngôn ngữ nhằm đem đến cho học sinh những tiết học anh văn thú vị và sinh động hơn từ những nỗ lực của bản thân, cô Phương được Ủy ban dân tỉnh tặng nhiều bằng khen và 7 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt trong năm học 2018-2019, cô Phương đã đạt được thành tích cao trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và được chọn tham gia cấp quốc gia. Cái phương châm của tôi và ngoài cái việc mà học thì cũng phải hướng dẫn cho đồng nghiệp và học sinh những cái cách thức để mà cùng học tập để cùng tiến bộ trong cái môi trường giáo dục để đáp ứng với cái nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Là tổng phụ trách kim giảng dạy môn thể dục, cô Nguyễn Thị Thu Anh đã giúp cho liên đội của nhà trường phát triển mạnh mẽ nhờ sự năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong phong trào hoạt động đội, cô thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa để trang bị các kỹ năng sống sức cần thiết cho học sinh và giúp cho các em đỡ căng thẳng mệt mỏi sau những giờ học trên lớp. Cô Hoành luôn tìm cách gần gũi, nắm bắt tâm lý các em, tận tình hướng dẫn, tìm cách thu hút học sinh tham gia phong trào. Đối với các em có tính nhút nhát, cô giúp các em mạnh dạng, tự tin hơn thông qua các trò chơi sinh hoạt tập thể. Đối với các em học sinh cá biệt, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, Cô luôn đồng hành, động viên các em tiến bộ trong học tập, rèn luyện. Nhờ nhiệt quyết của cô Anh mà trong những năm qua, công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi của trường trung học cơ sở Nguyễn Minh Nhật đạt nhiều giải thưởng cao và được đánh giá là liên đội dưỡng mạnh và xuất sắc cấp quyền nhiều năm liền. Tôi luôn quan uh, niệm rằng thì là học hỏi, cần, cần phải học hỏi nhiều hơn nữa để có nhiều kiến thức, để uh, giúp cho các em. Ngày một hoàn thiện hơn trong cuộc sống cũng như về đạo đức tác phong của các em. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã làm thay đổi nhận thức, phong cách làm việc của cán bộ giáo viên trong nhà trường. Từ đó tinh thần và ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên được nêu cao, tích cực trao dồi kiến thức chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý học sinh. Mỗi người một tấm lòng, một cách thể hiện trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ cô Phương và cô Anh cùng bao tấm gương giáo viên tiêu biểu khác hàng ngày vẫn tận tụy truyền đạt kiến thức và rèn luyện nhân cách cho học trò mình. Sự trưởng thành của các em chính là niềm vui, là món quà lớn không gì so sánh được. Qua đó có thể thấy, việc học tập và làm theo bác không phải ở đâu xa, mà chính là sự tận tâm hết mình của các thầy cô giáo đối với học trò của mình.